Chào quý vị và các bạn. Từ thời văn minh cổ đại cho đến thời kỳ hiện đại ngày nay thì vàng đã và luôn là loại tiền tệ phổ biến của thế giới. Ngày nay thì các nhà đầu tư mua vàng chủ yếu là dùng để tránh lại rủi ro trong tình trạng bất ổn chính trị và lạm phát. Ngoài ra thì nhiều cố vấn đầu tư hàng đầu cũng khuyến nghị là nên phân bổ danh mục đầu tư vào vàng để giảm rủi ro tổng thể cho danh mục đầu tư. Ở thời điểm hiện tại thì có rất nhiều cách thức và cơ hội để đầu tư vào vàng. Hiện nay thì người ta có thể đầu tư vào vàng thỏi, đầu tư qua quỹ tương hỗ, qua hợp đồng tương lai, qua các công ty khai thác mỏ hay đồ trang sức. Đây được xem là những phương thức đầu tư phổ biến nhất đối với những ai có nhu cầu đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong những phương thức đầu tư trên thì làm thế nào mà để ta có thể chọn ra một biện pháp đầu tư phù hợp với nguồn lực cũng như khả năng của mình? Và việc đầu tư vàng có thực sự xứng đáng hay không? Làm cách nào để biết được cách thức đầu tư nào phù hợp với ta? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Kinh tế Thế giới ngày hôm nay. Cách thức đầu tư vàng đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là đầu tư vàng thỏi. Đầu tư vàng thỏi có lẽ là hình thức sở hữu vàng trực tiếp phổ biến nhất, nhưng không phải ai cũng biết rõ cách đầu tư hợp lý. Nhiều người thường nghĩ rằng vàng thỏi thường là những thỏi vàng lớn, nhưng trên thực tế, vàng thỏi là tất cả các loại vàng nguyên chất hoặc gần như nguyên chất đã được chứng nhận về trọng lượng và độ tinh khiết, bao gồm tiền xu, thỏi và các dạng vàng khác ở mọi kích cỡ. Số series thường được gắn vào các thỏi vàng nhằm mục đích bảo mật. Bên cạnh đó, những thỏi vàng nặng có kích thước lớn thường có tính thanh khoản kém và do đó rất tốn kém trong quá trình mua và bán. Ví dụ, nếu ta sở hữu một thỏi vàng lớn trị giá 100.000 đô la nhưng chỉ muốn bán ra 10% thì chúng ta không thể nào cưa vàng ra và bán nó. Mặt khác, vàng thỏi dưới dạng thỏi và đồng xu có kích thước nhỏ hơn, có tính thanh khoản cao hơn nhiều và thường được nhiều người sở hữu vàng lựa chọn. Một giải pháp thay thế cho việc mua vàng thỏi trực tiếp đó là đầu tư vào một trong các quỹ giao dịch trao đổi vàng hay còn gọi là ETF. Mỗi cổ phiếu sẽ đại diện cho một lượng vàng cố định. Những khoản tiền này có thể được mua hoặc bán giống như cổ phiếu. Do đó, phương pháp này dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn so với việc sở hữu trực tiếp các thỏi vàng hoặc đồng xu, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nhỏ vì khoản đầu tư tối thiểu chỉ bằng giá của một cổ phiếu ETF. Tỷ lệ chi phí trung bình hàng năm của các quỹ này thường rơi vào khoảng 0,61%, thấp hơn nhiều so với phí và chi phí của nhiều khoản đầu tư khác. Bên cạnh các ngân hàng trung ương, các quỹ giao dịch trao đổi ETF như iShares Gold Trust IAU và SBDR Gold Shares GLD hiện nắm giữ một khối lượng vàng vô cùng lớn, cho phép các nhà đầu tư mua vàng bằng các chứng chỉ được quỹ IAU và GLD cấp. Vì nắm giữ một lượng lớn như vậy nên khi vàng tại quỹ giao dịch trao đổi ETF được bán ra hoặc mua vào một cách ồ ạt sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến giá vàng trên thị trường. Hợp đồng tương lai là hợp đồng mua hoặc bán vàng với số lượng nhất định vào một ngày cụ thể trong tương lai. Loại giao dịch này được thực hiện trong hợp đồng và đại diện cho một lượng vàng được xác định trước. Hợp đồng này hoạt động giống như giao dịch kỳ hạn theo một mức tỷ giá cụ thể được xác định trước vào thời điểm cam kết đối với một loại hàng hóa nào đó. Điều thúc đẩy các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai là họ có thể đầu cơ giá vàng, tăng hoặc giảm và kiếm được nhiều tiền rất nhanh. Tuy nhiên, với tốc độ tương tự, ta cũng có thể mất tiền và mang nợ. Nhìn chung thì phương pháp này là dành cho các nhà đầu tư sành sỏi. Các công ty chuyên khai thác và tinh chế vàng cũng sẽ là bên thu được lợi nhuận khi giá vàng tăng. Đầu tư vào các công ty này có thể là một cách hiệu quả để kiếm lợi nhuận từ vàng và có thể mang lại rủi ro thấp hơn so với các phương thức đầu tư khác. Các công ty khai thác vàng lớn thường có hệ thống hoạt động rộng khắp toàn cầu, do đó các yếu tố kinh doanh chung của nhiều công ty lớn khác đóng vai trò quyết định sự thành công của khoản đầu tư đó. Do đó, các công ty này vẫn có thể thu được lợi nhuận vào thời điểm giá vàng không tăng hoặc giảm. Đây là cách để các công ty này phòng ngừa rủi ro khi giá vàng giảm. Đầu tư qua các công ty khai thác vàng có thể là một cách đầu tư an toàn hơn so với việc sở hữu vàng thỏi trực tiếp. Đồng thời, việc nghiên cứu và lựa chọn từng công ty riêng lẻ đòi hỏi sự thẩm định kỹ lưỡng từ phía nhà đầu tư. Vì đây là một quá trình lớn tốn nhiều thời gian, nên đối với một số nhà đầu tư nó có thể sẽ không khả thi. Và cuối cùng là việc trữ vàng bằng đồ trang sức.
Khoảng 49% sản lượng vàng toàn cầu được sử dụng để làm đồ trang sức. Khi dân số và sự phát triển của thế giới tăng lên hàng năm, nhu cầu về vàng dùng trong sản xuất đồ trang sức cũng tăng theo thời gian. Bên cạnh đó, người mua trang sức vàng cũng thường tỏ ra khá nhạy cảm với giá cả. Họ thường sẽ mua ít hơn nếu giá tăng nhanh. Đồ trang sức đẹp hầu hết đều có mức giá bán lẻ khá cao, thường lên tới 300% hoặc cao hơn so với giá trị cơ bản của vàng. Đồ trang sức giá hời hơn thường được tìm thấy tại các cuộc bán đấu giá và bán bất động sản. Ưu điểm của việc mua đồ trang sức theo cách này là không có chênh lệch giá bán lẻ, nhưng nhược điểm là mất thời gian trong việc tìm kiếm những món đồ có giá trị. Do mối tương quan thấp của vàng với các loại tài sản đầu tư khác, việc đầu tư vào kim loại quý theo truyền thống được coi là một biện pháp phòng ngừa trước suy thoái kinh tế. Đặc biệt, mối tương quan giữa vàng với diễn biến của thị trường chứng khoán trong lịch sử từ lâu vẫn là mức thấp và vàng có xu hướng di chuyển theo hướng ngược lại so với đồng đô la. Điều này có nghĩa là những giai đoạn đồng đô la suy yếu thì có thể tạo nên sức mạnh cho giá vàng. Xét về thị trường vàng Việt Nam hiện nay, thị trường vàng Việt Nam được hiểu là thị trường vàng miếng theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, vàng nguyên liệu và thị trường vàng trang sức. Bên cạnh ba loại vàng vật chất nêu trên, Nghị định 24 năm 2012 còn định nghĩa hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản dưới hình thức giao dịch ký quỹ và giá trị ròng sẽ được định giá lại liên tục theo biến động của giá vàng. Về bản chất, vàng trên tài khoản không phải là một loại hàng hóa mà đơn giản là tên gọi của phương thức đầu tư, kinh doanh, mua bán hàng hóa trên thị trường vàng và ghi nhận vào tài khoản đầu tư theo thông lệ quốc tế. Kinh doanh vàng trên tài khoản cũng có thể bao gồm cả hình thức kinh doanh vàng vật chất và hình thức kinh doanh vàng chứng chỉ. Thị trường vàng Việt Nam là thị trường hiểu theo nghĩa hẹp, tức là chỉ được phép giao dịch các loại hàng hóa là vàng vật chất, còn vàng chứng chỉ thì không được phép thực hiện do chưa có quy định. Và như vậy thì lợi ích tiềm tàng của vàng như một hàng rào chống lại sự sụt giảm của các loại tài sản khác và là công cụ ứng phó quan trọng của các nhà đầu tư khi đối mặt với khả năng xảy ra suy thoái. Dựa trên dữ liệu lịch sử, giá vàng thường tăng khi lãi suất trái phiếu được điều chỉnh theo lạm phát giảm. Điều này cho thấy rằng việc đầu tư vào vàng giống như một tấm đệm chống lại những giai đoạn khó khăn của tăng trưởng kinh tế. Dù việc đầu tư vào vàng trong thời kỳ suy thoái sẽ mang lại lợi ích, nhưng hiệu quả sẽ phụ thuộc vào chiến lược đầu tư tổng thể của chúng ta. Việc chọn ra cách đầu tư vàng phù hợp nhất tùy thuộc vào nguồn lực và mục tiêu đầu tư của chúng ta. Các nhà đầu tư lớn thường nhắm đến việc đầu tư vào vàng thỏi, nhưng việc này cũng liên quan đến phí bảo hiểm và phí lưu trữ. Các quỹ giao dịch trao đổi ETF và các quỹ tương hỗ thì đòi hỏi chi phí thấp với khoản đầu tư tối thiểu cũng thấp hơn. Tuy nhiên, vì các quỹ có chiến lược đầu tư và tỷ lệ chi phí khác nhau, nên điều quan trọng là người đầu tư cần phải nghiên cứu trước khi mua những cổ phiếu này. Đầu tư vào các công ty khai thác vàng có thể là một cách hay ho khác, nhưng những cổ phiếu này lại không phải lúc nào cũng theo sát diễn biến dài hạn của vàng một cách chặt chẽ. Còn việc sắm đồ trang sức cũng có thể là một cách thú vị để đầu tư và sở hữu vàng, nhưng thường tạo ra rất ít hoặc không có lợi nhuận. Tóm lại, theo đánh giá từ các chuyên gia, các quỹ tương hỗ và quỹ ETF nói chung là những cách dễ dàng và an toàn nhất để đầu tư vào vàng. Mỗi cổ phiếu của những chứng khoán này đại diện cho một lượng vàng cố định và ta có thể dễ dàng mua hoặc bán những khoản tiền này trong tài khoản môi giới hoặc tài khoản hưu trí của mình. Các quỹ này là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư mới bắt đầu vì chi phí thấp và yêu cầu đầu tư tối thiểu cũng thấp. Nhìn chung, theo các chuyên gia, việc đầu tư đồ trang sức sẽ không mang lại hiệu quả thực tế, có quá nhiều sự chênh lệch giữa giá của các đồ trang sức và giá trị vàng của nó. Thay vào đó thì các nhà đầu tư vàng nên xem xét các quỹ tương hỗ và quỹ ETF định hướng vàng vì những chứng khoán này thường mang lại những cách thức dễ dàng và an toàn nhất để đầu tư vào vàng. Và dù tham gia vào bất kỳ phương thức đầu tư nào thì các nhà đầu tư vàng cũng cần nên xét đến chiến lược và nguyên tắc của mình để có thể vận dụng sao cho hợp lý và thu lại được lợi nhuận. Và vừa rồi là những phương thức đầu tư vàng cũng như những đề xuất đầu tư mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.